Câu hỏi khó nhất và cũng là câu hỏi mà mình sợ nhất mỗi khi được hỏi đó là câu anh ơi, em nên học ngành gì. Xin chào các bạn, mình đã học và làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin được 15 năm, trong đó thì có hơn 9 năm là mình học và làm trong mảng AI. Trong cuộc đời mình, mẹ từng phải đối mặt với vô vàn những câu hỏi vô cùng hóc búa, ví dụ những cái câu hỏi đến từ các thầy cô trong hội đồng khi mà mình bảo vệ đồ án, hoặc là những cái câu hỏi đến từ nhà tuyển dụng khi mà mình đi xin việc. Những câu hỏi này khó vì chúng phần lớn đến từ những người có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm hơn mình. Tuy nhiên loại câu hỏi khó nhất đối với mình loại câu hỏi mà mình cảm thấy sợ hãi nhất mỗi khi được hỏi đó là những cái câu hỏi như kiểu là anh ơi em nên học ngành gì hay là anh ơi em nên học ngành a hay là ngành b hoặc là câu anh ơi em có nên học ngành x hay không những câu hỏi này phần lớn đến từ những bạn trẻ mình nhiều bạn trẻ mình cả chục tuổi luôn trên những cái group về it trên facebook mình cũng thấy những cái câu hỏi dạng này xuất hiện nhan nhản trên các group Cá nhân mình cảm thấy rằng với những loại câu hỏi này thì bất kể người trả lời là ai, là mình hay là bất kỳ một ai khác, bất kể là câu trả lời có là như thế nào thì nó cũng sẽ không có hữu ích cho các bạn. Vì sao lại như vậy? Lý do đầu tiên và cũng là lý do quan trọng nhất đó là mình hoàn toàn không biết gì về các bạn cả. Thật vậy, có thể là trước khi các bạn hỏi, các bạn sẽ tóm tắt về bản thân các bạn trong hai ba câu rồi các bạn mới đưa ra câu hỏi. Thế nhưng mà thực sự là mình hoàn toàn không biết gì về các bạn để mà có thể tư vấn hay là góp ý. Mình không biết gì về background của các bạn, mình không biết gì về tính cách của các bạn, mình cũng không biết gì về sở thích của các bạn và mình càng không biết về điểm mạnh hay điểm yếu của các bạn. Với việc gần như không biết gì về các bạn, thì thực sự mọi tư vấn hay là góp ý về định hướng học tập hay xa hơn là định hướng nghề nghiệp đến từ mình hay đến từ bất kỳ mọi người khác đều là vô nghĩa. Vì sao lại như thế? Tại vì nếu mà mình không biết gì về các bạn và mình khuyên các bạn là nên học ngành A đi, thì có nghĩa là mình cũng có thể khuyên hàng nghìn người khác cũng học ngành A giống như các bạn. Làm gì có chuyện hàng nghìn người xuất thân khác nhau? học lực khác nhau sở trường sở đoàn khác nhau lại cùng phù hợp để học chung một ngành chắc chắn trong số hàng nghìn người này sẽ có những người không phù hợp để học ngành này nhỡ đâu các bạn là một trong số những người đó thì sao lý do thứ hai chọn ngành là một việc không hề đơn giản một chút nào theo cảm nhận của mình khi mà các bạn hỏi mình về việc là nên học ngành gì hay là có nên học ngành a hay là ngành b hay không thì thực sự các bạn đang muốn hỏi một trong số ba câu hỏi sau hoặc là nhiều khi các bạn muốn hỏi cả ba câu hỏi Câu hỏi thứ nhất mà các bạn thực sự muốn hỏi đó là ngành nào dễ học. Câu hỏi thứ hai mà các bạn muốn hỏi đó là ngành nào dễ xin việc và câu hỏi thứ ba mà các bạn muốn hỏi đó là ngành nào thì có lương tốt. Những câu hỏi này thì thực sự là chẳng ai có thể trả lời thay cho các bạn được. Vì sao lại như vậy? Đối với câu hỏi thứ nhất, ngành nào dễ học? Dễ học hay không thì nó phụ thuộc vào chính các bạn chứ không phải vào một chuyên gia hay là bất kỳ ai mà các bạn đang hỏi. Điểm mạnh của các bạn là gì? Sẽ là một trong số những yếu tố để quyết định xem là các bạn học một ngành nào đó nó có dễ hay không. Ví dụ là nếu mà các bạn học giỏi toán thì các bạn sẽ có những lợi thế khi các bạn học IT. Hay là nếu các bạn giỏi ngoại ngữ thì các bạn sẽ có những cái lợi thế khi mà các bạn học những cái ngành đòi hỏi giao tiếp hay là đối ngoại. Ngoài ra, sở thích của chính các bạn nó cũng đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng để quyết định xem là các bạn học một ngành nào đó nó có dễ hay không. Nếu các bạn bị ép phải học một cái ngành mà các bạn không thích thì không bao giờ có chuyện là các bạn học ngành đó nó dễ cả. Vậy nên riêng đối với câu hỏi này, chuyên gia giỏi nhất mà các bạn nên hỏi đó là chính bản thân các bạn, tại vì không ai hiểu về sở trường, sở đoàn của các bạn cũng như là sở thích của các bạn bằng chính bản thân các bạn. Đối với câu hỏi thứ hai, ngành nào dễ xin việc? Nếu câu hỏi trước là khó thì câu hỏi này phải gọi là bố của khó. Dễ xin việc hay không phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất chính là các bạn. Profile của các bạn có tốt hay không? Bảng điểm của các bạn có đẹp hay không? Kinh nghiệm thực tập của các bạn nó ra làm sao? Yếu tố thứ nhất này có thể là điểm mạnh đối với người này nhưng lại là điểm yếu đối với người khác. Khi các bạn đi hỏi một người lạ hoắc, ví dụ là các bạn hỏi mình chẳng hạn thì làm sao mình biết các bạn điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì để mà mình tư vấn được đúng không? Yếu tố thứ hai đó là nhu cầu của thị trường. Thị trường việc làm biến động nhanh và khó lường, có lẽ là chỉ sau thị trường chứng khoán. Có thể khi mà các bạn hỏi thì ngành A đang hot, thị trường đang cần, nhưng mà đến khi các bạn tốt nghiệp và các bạn đi xin việc thì điều đó chưa chắc nó còn đúng nữa nếu các bạn cần ví dụ thì các bạn hãy hỏi những ai học ngành tài chính ngân hàng cách đây 15 năm hay là những ai đang học về AI trong khoảng 2-3 năm trở lại đây thì các bạn sẽ rõ đồng ý là những người đi trước những người có kinh nghiệm có thể dự đoán xu hướng về nghề nghiệp tốt hơn các bạn nhưng các bạn hãy nhớ rằng nhiều khi họ chỉ bỏ ra một giây để họ suy nghĩ trước khi họ tư vấn các bạn nếu tư vấn đúng thì không sao còn nếu họ tư vấn sai thì các bạn sẽ là những người lãnh đủ các bạn có chắc là các bạn muốn dựa vào một giây của người khác để quyết định cho toàn bộ chặng đường phía trước của các bạn hay không Thế còn đối với câu hỏi cuối cùng, ngành nào lương tốt? Câu này thì phải được xếp vào dạng ông nội của khó. Ngành nào cũng có những vị trí được trả lương vô cùng hậu hĩnh, nhưng hầu hết những vị trí này đều là dành cho những người có kinh nghiệm. Tất nhiên là cũng có những cái vị trí cho người mới được trả lương rất là cao, nhưng các bạn sẽ phải đánh đổi bằng việc là các bạn phải nhận một cái áp lực vô cùng lớn đến từ công việc, hoặc các bạn sẽ phải thường xuyên làm thêm giờ. Chúng ta thường nghĩ đến việc là mình sẽ nhận được cái gì, chứ ít khi nghĩ đến việc là chúng ta sẽ phải bỏ ra hay là chúng ta phải đánh đổi cái gì mình đoán rằng 90% các bạn khi mà nghĩ về cái ngành nào làm lương cao các bạn sẽ không nghĩ về việc là các bạn sẽ phải bỏ ra những cái gì để các bạn có thể nhận được cái mức lương đó do đó khi nghĩ về việc là ngành nào lương cao lương tốt các bạn hãy đồng thời nghĩ về việc là các bạn có chịu được áp lực các bạn có chịu làm được thêm giờ được hay không vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn hai lý do vì sao câu hỏi anh ơi em học ngành gì là câu hỏi khó nhất và mình sợ phải nghe nhất mỗi khi người khác hỏi mình thay vì các bạn đi hỏi người khác xem là mình đang học ngành gì các bạn hãy tìm hiểu về từng ngành một cách thật kỹ càng các bạn có thể hỏi người khác những người có kinh nghiệm xem là mỗi một ngành người ta yêu cầu những cái gì và phù hợp với những người như thế nào từ đó để các bạn có thể đưa ra được một cái quyết định cuối cùng tương lai của các bạn thì phải để các bạn quyết định đừng bao giờ đặt nó vào trong tay của bất kỳ một ai khác dù cho đó có là bố mẹ hay là người thân của các bạn mình hy vọng là video này mang lại cho bạn những thông tin hữu ích mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình mình hẹn gặp các bạn những video sau Nhân tiện mình cũng muốn giới thiệu với các bạn là hiện tại bọn mình đang có những cái khóa học online Về những cái topic như là Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Python từ cơ bản cho đến nâng cao Ngoài ra thì bọn mình cũng có những cái khóa học chuyên sâu về những cái chủ đề như là Computer Vision cũng như là NLP Mỗi khóa học của bọn mình sẽ kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi Và full lộ trình của bọn mình cho các bạn học từ lúc các bạn chưa hề biết gì về AI Cho đến lúc các bạn có thể trở thành một Data Scientist hay là một Machine Learning Engineer Nó sẽ kéo dài khoảng 6 khóa có nghĩa là các bạn sẽ cần khoảng 9 đến 10 tháng để các bạn có thể hoàn thành full lộ trình của bọn mình. Tất cả các khóa học sẽ đều được diễn ra dưới hình thức học online, được trực tiếp giảng dạy bởi mình và em trai mình cũng là một cựu du học sinh ở Đức. Nếu các bạn có quan tâm đến các cái cái khóa học của bọn mình thì các bạn có thể liên lạc với bọn mình qua cái số Zalo mà các bạn nhìn thấy trên màn hình. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể liên lạc với bọn mình qua fanpage trên Facebook của bọn mình. Cả số Zalo và fanpage Facebook mình sẽ đều để link ở dưới phần mô tả của video này.